Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herod sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herod băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herod băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herod cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ: Người sẽ được gọi là người Nazareth. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay giáo hội cho chúng ta tiếp sau lễ Giáng sinh, và đó là mừng kính lễ Thánh Gia Thất. Hình ảnh của Thánh Gia nói lên gia đình là một tế bào xã hội, và cũng chính tại gia đình là gia đình được giữ hạnh phúc, là cái nôi hạnh phúc dành cho chính các thành viên, và là cái nôi để giáo dục con cái nên người. Và gia đình Nazareth cũng là một trong những thành phần đó. Hình ảnh Thánh Giuse, Đức Maria và hài nhi Giêsu cũng nói lên toát được cốt yếu của nền tảng gia đình Công giáo chúng ta. Nếu như gia đình là một tế bào xã hội thì chính mọi gia đình Kitô hữu chúng ta qua gương của gia đình Nazareth này là một tế bào xã hội của đức tin. Và đời sống đức tin trở thành một hoa trái tươi đẹp, một hoa trái triển nở hơn là do chúng ta luôn luôn sống yêu thương, sống đùm bọc lấy nhau giữa các thành viên trong gia đình. Và chính lòng đạo đức của mỗi người chúng ta luôn luôn được củng cố và đời sống đức tin càng phát triển thì đó chính là một nền tảng gia đình Kitô hữu đích thực. Trong thông điệp của Hội đồng Giám mục Việt Nam chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình cũng nói rõ về hình ảnh của gia đình Nazareth giữa Đức Giêsu, Thánh Giuse và mẹ Maria. Để rồi chính đời sống gia đình Nazareth này tạo nên một tầm quan trọng trong mốc chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Và từ đó chính để giúp cho các bạn trẻ hiểu được gia đình Kitô hữu là như thế nào, và gia đình trong xã hội ngày hôm nay như thế nào, như là một tế bào sống của sự sống con người. Thế thì khi con người đến với nhau, kết hợp với nhau thì trở nên một gia đình mới, và chính gia đình mới đó sẽ là một nền tảng của xã hội tương lai. Vâng, thưa anh chị em, đời sống của Đức Maria và Thánh Giuse cũng như Chúa Giêsu cũng gợi lên tên là một gia đình Nazareth, một gia đình thánh, một gia đình để chúng ta noi gương. Đó là một gia đình mà vợ chồng cùng lao chịu khổ, rồi thậm chí phải nguy hiểm đến tính mạng để bảo vệ hài nhi Giêsu. Thì ngày hôm nay chính nền tảng gia đình của xã hội ngày hôm nay đang bị xuống cấp đáng đến mức báo động. Trong xã hội xào xáo,
gia đình xào xáo khi vợ chồng không nhường nhịn nhau, khi con cái trong gia đình hư hỏng, để rồi làm đi mất đi giá trị nền tảng đạo đức trong gia đình và làm cho tất cả các thành viên trong gia đình mất đi cảm thức về tội lỗi. Vì thế, lễ thánh gia ngày hôm nay gương gia đình Nazareth, sự khó nhọc của thánh Giuse vượt qua mọi gian nan nguy hiểm để bảo vệ chính Hài Nhi Giêsu và hạnh phúc gia đình của mình, thì chính gia đình Kitô hữu chúng ta được mời gọi. Chúng ta hãy bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình không chỉ bằng lời kinh tiếng hát, mà bằng đời sống yêu thương nhau. Nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình của nhau, của chính chúng ta, thì chúng ta vợ chồng con cái nhường nhịn nhau, luôn luôn sống nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau, luôn sống yêu thương nhau, để từ đó nền tảng gia đình Kitô hữu ngày càng phát triển như bông hoa dâng lên cho Hài Nhi Giêsu, dâng lên cho gia đình Nazareth thánh. Để rồi chính điều đó chúng ta mới giữ vững hạnh phúc gia đình của mình. Lời thánh gia hôm nay cầu chúc cho tất cả mỗi gia đình chúng ta như một tế bào sống, là một nền tảng đức tin, một hạt giống đức tin nảy mầm. Để rồi chính mỗi người chúng ta phát triển hạt giống đức tin đó bằng đời sống yêu thương trong gia đình của mình thực sự, và nhân rộng yêu thương đó đến với mọi người.